của giặc Pháp thì chưa bao giờ nước Việt Nam có cái đường phân định biên giới chính xác với Trung Quốc. Chỉ dựa trên bản đồ của nhà Thanh và chính quyền bảo hộ của Pháp Bảo hộ tại Pháp. Đông Dương, bảo hộ Pháp ở Đông Dương, chúng mới có cái đưa cái đưa cột mốc tạm thời, đúng rồi. Và đến nay trong những năm 2000 năm 93 mấy này thì Việt Nam với Trung Quốc đã cắm toàn bộ cái mốc chủ quyền dọc tuyến biên giới Việt Trung. Và cũng là lần đầu 2008 tiên này, năm hai 2008 2008. cũng là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam trên đất liền. Đấy. À, chi quốc nghe rõ điều đó. Điều đó. Mà chúng ta phân định biên giới là trước hết là dựa vào tài liệu lịch sử và bản đồ của nhà Thanh để lại, và cộng thêm lập luật pháp quốc tế, chúng ta đã phân định được cái đường biên giới trên đất liền. Còn đường biên giới trên biển thì hiện nay chúng ta phân định biển đường biên giới tại vịnh Bắc Bộ. Còn Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta phải nói như thế này này, thử hỏi lại bạn ấy xem nhé. Các bạn xem bản đồ thế giới, các bản đồ thế giới bấy Hoàng Sa cách đất liền Việt Nam là bao nhiêu km? Hiện nay tranh chấp với 6 nước chứ không phải riêng Việt Nam với Trung Quốc. Tranh chấp với cả Philippines, Indonesia, Indo và Malaysia, Trung Quốc đó. Chúng ta mất cái đảo chìm Gạc Ma năm 1988 ở trong cụm đảo Colin và Gạc Ma. Thế thì cái mất cái đảo này là đảo tranh chấp chứ không phải là đã thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và chúng ta tranh chấp là tranh chấp quốc tế, mà chúng ta phải dựa trên cái cơ sở cái luật biển quốc tế năm 1982 để chúng ta phân định đường biên giới trên biển. Đấy. Chúng ta phải nhận từ đất liền ra ngoài biển 12 hải lý. 12 hải lý là thềm lục địa. Và từ 12 hải lý ra 200 hải lý là vùng đặc quyền kinh tế biển. Nhưng hiện nay thế giới chưa công nhận cho chúng ta cái thềm lục địa. Biết không anh bằng cái có đúng không nhỉ? Chưa Vâng. có, bởi vì chúng ta đang lấy cái địa chí cái thềm lục địa đây là từ đảo Cồn Cỏ, từ đảo Bạch Bạch Long Vĩ, và chúng ta đã thành lập huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Bạch Long Vĩ ra 12 hải lý. Thế chúng ta thử xem 200 hải lý bao nhiêu cái đảo thuộc Việt Nam, và ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, người Việt Nam Cộng Hòa giữ được bao nhiêu đảo, và chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay được bao nhiêu đảo. Thế còn bảo bạn đánh Trung Quốc, bạn có làm mơ. Hiện nay chúng ta được giữ được hơn 30 điểm đảo, và đúng không anh bằng nhỉ, hơn 30 điểm Vâng. đảo. Không, Nếu 41 đảo và điểm đảo anh ạ. Còn đấy, 41 đảo và 41 điểm đảo. đảo và điểm đảo Và nhé, điểm đảo. đúng Vâng. là chúng ta giữ được tương đối nhiều ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng là nếu như bây giờ chúng ta nổ súng để đánh chiếm lại cái đảo, một cái đảo nào đó trong cái quần đảo Trường Sa Hoàng Sa, liệu quốc tế có để yên cho chúng ta hay không? Khi chúng ta dùng vũ lực, chúng ta dùng vũ lực, bằng chứng nếu chúng ta dùng vũ lực bằng thật như năm 1979 chúng ta dùng vũ lực để chống lại quân Bành ở quân 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 Vũ Yên Sơ và dùng vũ lực để giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi cái ách diệt chủng của bọn Pol Pot. Chúng ta đi bằng thật. Đúng là đi bằng thật. Mỹ và các nước phương Tây tổ chức lên án chúng ta xâm chiếm, xâm lược Campuchia và chúng cấm vận chúng ta. Nếu mà chúng cấm vận chúng ta thì chúng ta thiệt hại bao nhiêu về nền kinh tế? Cái thằng Chí Quốc mày có biết không? Đấy, một cuộc chiến tranh chính nghĩa vĩ đại của quân đội nhân dân Việt Nam, hy sinh sức người, sức của giúp bạn mà còn bị chúng nó lên án cấm vận. Cái biển Hoàng Sa bây giờ, đảo Hoàng Sa và Trường Sa bây giờ chúng ta tranh chấp quốc tế. Nếu chúng ta dùng vũ lực để mà đánh, có đánh được không? Tao hỏi rằng thằng Chí Quốc, mày bây giờ nhà mày có bốn người, à có hai người, nhé. Thế nhưng nhà bên hàng xóm nó có 20 người, mày có đánh được nó không? Mày có đánh không? Hay là khi mày nổ súng mày đánh nó đánh mày chết hết sạch nhà mày bốn người đi,
còn đâu mà giữ tình hình đất nước. Chúng ta giải quyết trên cái luật pháp quốc tế, chứ chúng ta không phải để dùng vũ lực. Khi nếu Trung Quốc dùng vũ lực mà đánh chiếm chúng ta, khi chúng ta như tại sao cái đảo Gạc Ba bị mất? Bởi vì cái đấy nó chưa phải là chủ quyền của Cộng hòa Xã hội Việt Nam, chúng ta mới đưa ra để khẳng định chủ quyền thôi. Đấy là tranh chấp. Nếu giờ chúng ta lổ súng và chúng ta gây ra cái cuộc chiến đấy, thì liệu hơn 40 điểm đảo chúng ta có giữ được hay không? Chắc chắn là không giữ được. Cái điều đó đều chắc chắn. Mà trong lúc đó, chúng ta vẫn còn đang chiến tranh trên biên giới phía Bắc. Cái vấn đề thứ hai nữa, người ta hợp tác tất cả các nước trên thế giới đều là bạn, nó đã đúng thôi. Đấy. Chúng ta phải làm ăn về kinh tế. Đảng, nhà nước, cái công tác đối ngoại nó phải mềm dẻo, uyển chuyển để đất nước nó ổn định, phát triển kinh tế. Bằng chứng là đất nước ta phát triển được kinh tế thì mọi cái kẻ thù ngoại bang cũng không nhăm nhe được xâm hại đất nước Việt Nam chúng ta. Bằng chứng thôi, 40 năm lịch sử đấy, khi đất nước chúng ta yếu, trong nước loạn lạc, thì Trung Quốc và các nước ngoại bang mới có cái đủ cái điều kiện để mà xâm chiếm đất nước chúng ta. Nếu bây giờ cái tiền chúng ta đầu tư cho quốc phòng, đầu tư cho chiến tranh, tình hình kinh tế Việt Nam sẽ phải sa sút. Thế giờ chúng ta tranh chấp biển đảo là tranh chấp quốc tế, chúng ta được đấu tranh trên cái luật biển quốc tế năm 1982. Còn chúng ta vẫn giữ cái mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc, với Mỹ, với Liên Xô, tất cả các nước thế giới đều là bạn. Nhân dân các nước thế giới đều là bạn. Chỉ khi nào người ta động đến ta, chúng động đến ta, thì chúng ta mới gồng lên để mà chống đỡ lại, mới tiêu diệt bọn chúng, không phải ách nô nệ. Chứ mày là cái chó chứ mà mày đòi mày ra Trung Quốc, mày có ra đánh được không? Hay mày chưa ra đến nơi mà nó bị nó dìm mày. Cho nên nói thì nói, nó cũng ngu, nó vừa phải thôi. Bây giờ mấy cái vâng, chúng nó ngu quá. Bây giờ ví dụ này, đảo Cồn Cỏ này, đảo Phú Quốc này, đảo Thổ Chu này, Côn Đảo này, đúng không? Thế giới đã công nhận những cái đảo đó thuộc chủ quyền Việt Nam. Bây giờ vâng, anh Trần Thành Trung chắc có vấn đề gì rồi. Bây giờ giả sử có một cái nước, đất nước nào đến mà xâm chiếm những cái đảo ấy của đất nước Việt Nam, đúng không? Thì nhân dân Việt Nam chúng tôi, đảng không kêu gọi, nhân dân chúng tôi sẽ tự đứng lên để mà có như giành lại những cái mảnh đất đó. Còn vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa thì trước tình thì có một anh sĩ quan hải quân, anh nói rất rõ về vấn đề mốc chủ quyền như thế này thế khác, rất rõ rồi. Đến bây giờ mình chỉ nói gọi là qua qua thôi. Vâng, thì ở đây xin phép tất cả các bạn này, tôi cũng nói về cái hôm nay ở cái kênh của Lưu Ly cũng nói nhiều về những cái Amata.